Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Người dân Lào Cai tin tưởng vào quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác cán bộ để đẩy lùi tham nhũng lãng phí, chạy chức chạy quyền. Kiểm tra và làm việc tại huyện Bát Sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong khẳng định các dự án quan trọng đang triển khai sẽ giúp cho kinh tế xã hội của địa phương phát triển. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa lũ. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, nhiều dự án quan trọng của huyện Bát Sát sẽ sớm được triển khai. Đây là thông tin được đưa ra tại chuyến thăm và làm việc của đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại huyện Bát Sát. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính, Kế hoạch, Giao thông, Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an, Biên phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe lãnh đạo huyện Bát Sát báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018, hội nghị đã tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm của địa phương như tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm nghèo bền vững, tăng cường quản lý an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Bên cạnh đó, huyện Bát Sát cũng đề xuất quy hoạch một số khu dân cư biên giới, một số công trình hạ tầng phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị tỉnh đẩy nhanh thẩm định quy hoạch khu y tế dự kiến là khu hành chính mới của huyện. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực của huyện Bát Sát trong việc thực hiện các nhiệm vụ những tháng đầu năm, tiêu biểu như xây dựng Đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và phát triển giáo dục. Đối với nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Bát Sát chủ động phối hợp với các ngành tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự biên giới, không để tình trạng người và phương tiện qua lại trái phép hai bên biên giới để xảy ra mất an toàn như trong thời gian vừa qua. Trên địa bàn là phải quản lý toàn diện hết tất cả. Về mặt đất đai quản lý nhà nước thì Sở Tài nguyên Môi trường. Cái quản lý khu vực thì là có biên phòng, có ban kinh tế cửa khẩu, quản lý an ninh trật tự nói chung thì có công an. Nên chúng ta phải phối hợp cho tốt. Như thời gian vừa qua là chúng ta rõ ràng là phối hợp chưa tốt. Về lĩnh vực phát triển kinh tế, Bát Sát là huyện có nhiều tiềm năng thế mạnh, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu bên cạnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng cơ chế riêng hỗ trợ cho những xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, huyện Bát Sát cần tích cực triển khai, nhân rộng các mô hình sản xuất bền vững, sản xuất những loại cây trồng đặc hữu, kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ theo phương châm bốn nhà. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong cũng đã giao nhiệm vụ cho các ngành và địa phương triển khai thực hiện các quy hoạch khu dân cư bờ hữu suối Bản Vược, xã Bản Vược, khu dân cư Tân Bảo, Bản Vền phục vụ dự án năng lượng mặt trời. Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu nguồn vốn mở rộng tuyến đường Kim Thành Bản Vược. Đặc biệt, đối với đề nghị tỉnh đẩy nhanh thẩm định quy hoạch khu y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng với những tiềm năng vốn có về cảnh quan, khí hậu, đất đai và văn hóa, y tế hoàn toàn có thể phát triển thành khu du lịch quốc gia sau Sapa. Chính vì vậy, việc quy hoạch khu y tế là hết sức thiết thực. Việc quy hoạch không chỉ 400 ha mà phải từ 1.500 ha đến 2.000 ha gắn kết với Sapa, Lai Châu. Liên quan đến vấn đề này, đồng chí đã đồng ý chủ trương nâng cấp và sửa chữa 53 km tuyến đường từ Bản Vược y tế trong thời gian sớm nhất. Sớm nâng cấp sửa chữa tuyến đường giao thông từ trung tâm xã y tế đi cầu Thiên Sinh. Thì có hai thứ để kết nối, một là cái đường từ Sapa ra, hai là từ đường từ thành phố lên. Thì cái này nếu mà không kết nối được thành một cái vòng tròn như vậy, từ thành phố đi Sapa qua Ô Quý Hồ xong về cái chỗ bản xèo ở khu vực y tí hoặc là lên y tí, sau đó chúng ta quay về thành phố. Để thực hiện có hiệu quả các dự án, đồng chí yêu cầu cùng với đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch, địa phương phải tăng cường công tác quản lý quy hoạch. Trong chuyến làm việc tại huyện Bát Sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong cùng đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã khảo sát khu vực quy hoạch khu hành chính mới của huyện Bát Sát tại thôn Phìn Hồ, xã Y Tý, có quy mô dự kiến từ 1.500 ha đến 2.000 ha. Thăm mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn tại thôn Phìn Hồ, khảo sát một số tuyến đường giao thông đã xuống cấp Bản Vược Trịnh Tường, Phìn Hồ, Y Tý Mường Hum Bản Vược, tuyến đường từ trung tâm xã Y Tý đi cầu Thiên Sinh. Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Y Tý, đồn biên phòng Y Tý huyện Bát Sát.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai đã tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động của quỹ đến tháng 5 năm 2018, triển khai phương hướng hoạt động của quỹ trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chủ trì hội nghị. Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch tỉnh Lào Cai được thành lập theo quyết định số 1909 ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Sau hơn một năm với nhiều hoạt động huy động tài trợ, đến nay tổng số tiền các đơn vị doanh nghiệp ủng hộ cho quỹ là gần 8 tỷ đồng tiền mặt, dịch vụ hiện vật trị giá gần 3,2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ quỹ chủ yếu thực hiện trong năm 2017, phục vụ cho các hoạt động của năm du lịch 2017 Lào Cai Tây Bắc. Theo đánh giá, việc thành lập và đi vào hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch đã thu hút được nguồn lực đáng kể từ xã hội, phục vụ cho các hoạt động du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, nhất là các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Thông qua hoạt động tài trợ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động du lịch, đồng thời san sẻ trách nhiệm tài chính đối với ngân sách địa phương trong chi cho lĩnh vực du lịch. Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội đồng Quỹ, việc sử dụng Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch chủ yếu phục vụ cho các hoạt động sự kiện, tuyên truyền, quảng bá, chưa hỗ trợ nhiều cho các doanh nghiệp du lịch trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực. Do đây là mô hình mới, việc huy động quỹ kinh phí còn nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp đăng ký tài trợ cho quỹ nhưng chưa thực hiện ủng hộ. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ nêu rõ, do là mô hình mới nên việc quản lý chi tiêu, hoạt động của quỹ vẫn còn lúng túng. Vì vậy, đồng chí yêu cầu Hội đồng Quản lý tiếp tục vận động các đơn vị doanh nghiệp tài trợ cho quỹ. Trong đó phải có kế hoạch vừa huy động tốt, vừa sử dụng một cách hợp lý, phục vụ có hiệu quả cho việc tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến cho các sự kiện du lịch lớn của tỉnh. Ưu tiên cho việc quảng bá, bởi đây đang là khâu yếu của du lịch Lào Cai. Bên cạnh đó cũng sẽ dành nguồn lực hợp lý để hỗ trợ cho việc quảng bá, thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch mới của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình giám sát năm 2018, sáng ngày 10 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Lào Cai các năm 2016-2017. Tham dự đoàn giám sát có ông Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Giàng Thị Bình, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và đại diện các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Hưng cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thấy, những năm qua công tác quản lý đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được thực hiện đúng quy định, làm cơ sở cho việc thu hồi, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất. Công tác thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng đất được tăng cường. Công tác quản lý quỹ đất công được chú trọng, kịp thời chấn chỉnh, sử dụng đất lãng phí không đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc đúng quy định việc giao đất, cho thuê đất qua hình thức bán đấu giá trụ sở cơ quan nhà nước, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Các tổ chức quản lý sử dụng đất được giao hiệu quả, đúng mục đích, đảm bảo đúng ranh giới, không có tình trạng tự ý cho thuê trụ sở, sử dụng sai mục đích hoặc bị lấn chiếm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị được tăng cường. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng kiến nghị đối với đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh một số nội dung như đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện luật đất đai năm 2013 nhằm sửa đổi những quy định chưa phù hợp, còn thiếu hoặc chưa rõ ràng. Đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh có cơ chế giám sát trách nhiệm người đứng đầu tổ chức sử dụng đất, người được giao quản lý đất, xử lý nghiêm nếu để lấn chiếm sử dụng đất không đúng mục đích gắn với trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở. Thường xuyên giám sát việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức, giao nhiệm vụ thực hiện giám sát công tác quản lý đất công thường xuyên đối với Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã. Kết luận buổi giám sát, ông Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ các căn cứ để Hội đồng Nhân dân tỉnh có báo cáo đánh giá thể hiện được bức tranh chung trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn, đánh giá rõ đất chưa sử dụng, vấn đề quản lý đất công tại các khu vực công cộng, vấn đề khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai còn nhiều, cần làm rõ nguyên nhân trong quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Ông Vũ Xuân Cường khẳng định, thông qua giám sát thực tế tại các địa phương, cơ sở và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh,
Những khó khăn bất cập trong lĩnh vực này cùng với nhóm kiến nghị đề xuất sẽ được đoàn tập hợp hoàn thiện báo cáo làm căn cứ để kiến nghị Trung ương, tỉnh tiếp tục có những điều chỉnh bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường hơn nữa hiệu lực hiệu quả quản lý đất công, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cử tri cả nước đang bày tỏ sự đồng tình cao trước quyết tâm chính trị của Đảng, kiên quyết đấu tranh với tệ nạn tham nhũng. Trong bối cảnh chung đó, Hội nghị Trung ương 7 đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội đã thực sự thu hút được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Đề án Trung ương tập trung thảo luận thực sự là những vấn đề mang tầm chiến lược liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Dõi theo từng diễn biến của hội nghị đặc biệt quan trọng này, nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân tại thành phố Biên Cương, Lào Cai càng thêm tin tưởng quyết tâm chính trị của Đảng và nhà nước ta trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, chạy chức chạy quyền để xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự vững mạnh. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Từ vài hôm nay, gần chục đảng viên ở chi bộ Nguyễn Du 1, Đảng bộ phường Kim Tân, thành phố Lào Cai đã tập trung để cùng dõi theo những diễn biến của Hội nghị Trung ương 7 đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch vững mạnh, ông Hoàng Văn Cúp, bí thư chi bộ Nguyễn Du 1 cho rằng, đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mạnh tay để xử lý những đại án tham nhũng lãng phí, thậm chí với cả những chức danh lãnh đạo cao cấp của Đảng. Vậy nhưng, dường như tệ nạn này vẫn chưa thực sự chấm dứt và mang lại hiệu quả triệt để. Vì vậy, ông cùng những đảng viên lão thành trong chi bộ đặc biệt tâm huyết với quyết tâm của Đảng trong việc sẽ tập trung rà soát đội ngũ cán bộ một cách kỹ càng, nghiêm minh để ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, bòn rút của công, không để cán bộ trượt dài trên những sai lầm của mình. Tránh những tình trạng như vừa rồi, hiện nay cán bộ cấp càng to thì vi phạm càng lớn, hay nữa các chức dụng cán bộ chủ chốt bây giờ này tôi cũng rất là lo lắng. Song tôi tin rằng qua cái nội dung chính của hội nghị Trung ương 7 lần này thì tôi tin rằng tức là Trung ương Đảng nói chung, Bộ Chính trị cũng như là toàn Đảng ta sẽ xây dựng được cái đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng. Với ông Cao Đức Hải, nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, người từng có nhiều năm nghiên cứu về công tác cán bộ, thì đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ mà Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đang tập trung thảo luận có một ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi đã nêu rõ những yêu cầu và tiêu chí đối với cán bộ cấp chiến lược, đối với yêu cầu chức danh bí thư cấp ủy. Qua đó, kịp thời ngăn chặn suy thoái, không để các mối quan hệ cá nhân hay lợi ích nhóm chi phối quá trình công tác. Và đấy, thực chất bản chất của nó là mặt trái kinh tế thị trường. Nó đang tác động vào tư tưởng của cán bộ đảng viên, chạy chức chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy thi đua, tất cả những cái chạy thì đã được đảng ra đề cập rất là rất rõ, tiếp tục được khẳng định. Nhưng mà còn một cái khái niệm là thân quen, cánh hậu, người nhà được thể hiện rất rõ trong cái đề án. Và chắc chắn là đợt này sẽ phải quyết liệt trong những cái nội dung để triệt phá, để chúng ta triệt tiêu những cái bản chất tồn tại hiện nay. Tham nhũng hiện nay chính là giặc nội xâm gây nhức nhối trong nhân dân. Với tổ chức bộ máy hiện hành, người dân Lào Cai tin tưởng Đảng ta có thể làm tốt công tác chống tham nhũng với điều kiện phải chọn được những người có tâm huyết, có trách nhiệm, luôn luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Những cái trăn trở tại sao nghị quyết đưa ra rất đúng như thế nhưng mà hiệu quả không cao thì xét cho cùng vẫn là công tác cán bộ, nhất lại là trách nhiệm người đứng đầu của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan cơ và người có quyết định cao nhất về công tác cán bộ, nó tác động rất ghê gớm đấy. Cho nên là nó đang hiển hiện, nó không ít đâu, ở mọi cấp mọi ngành, kể cả cấp trung ương đấy. Đấy là một cái tâm đắc mà tôi cho rằng là Trung ương lần này sẽ bàn và đi đến quyết định, và tôi kỳ vọng đã chỉ thẳng ra như thế và lại quyết tâm để sửa chữa thì sẽ tạo một cái sự chuyển biến trong thời gian tới về công tác cán bộ. Mà nếu chúng ta chống tham nhũng tốt, xây dựng đội ngũ cán bộ tốt thì rõ ràng tham nhũng sẽ không còn, và như vậy thì cái lòng tin của nhân dân đối với Đảng tôi cho là vẫn trụ vững trong nhân dân. Và tôi cho rằng công tác cán bộ như Đảng đánh giá, tôi cho là hoàn toàn đúng đắn, nó có vai trò vị trí then chốt, nó quyết định tất cả mọi công việc. Cho nên lần này tôi tin rằng tức là
Đảng, Bộ Chính trị cũng như Ban Chấp hành Trung ương sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ theo đúng ý nguyện của nhân dân và cũng như là mong muốn của đảng viên. Việc kỷ luật, khởi tố, bắt tạm giam không ít cán bộ liên quan đến sai phạm, tham nhũng thời gian qua cũng chính là lời cảnh tỉnh sâu sắc với mọi cán bộ đảng viên về yêu cầu phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức trong thực thi công vụ và trọng trách được giao. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 11 giờ 15 phút sáng ngày 10 tháng 5, tại km 17+350 tỉnh lộ 153, đoạn Bảo Nhai - Bắc Hà, một khối lượng lớn đất đá bên ta luy dương đã sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ. Theo đánh giá của Hạt Quản lý Đường bộ Bắc Hà, nguyên nhân là do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày trước đã làm ta luy dương khu vực nói trên ngậm no nước. Mặt khác, do ta luy dương có địa chất liên kết yếu, chủ yếu là đá xít, nên đến sáng ngày 10 tháng 5, một lượng lớn đất đá với ước tính khoảng 2.000 mét khối đã sạt lở xuống mặt đường. Rất may khi xảy ra sạt lở, không có người và phương tiện giao thông qua lại. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá lớn đã làm tắc đường cục bộ, nhiều phương tiện giao thông phải chờ đợi trong hơn 2 giờ đồng hồ. Khối lượng sạt thì nó là toàn là đá xít và cái cửa sạt thì nó có nước. Tuy nhiên, đơn vị chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, mở đường tạm. Ngay sau khi sự cố sạt lở xảy ra, các ngành chức năng của huyện, Hạt Quản lý Đường bộ Bắc Hà đã huy động máy xúc san gạt khối lượng đất đá bị sạt lở, đồng thời cắm biển hướng dẫn các phương tiện giao thông từ Bắc Hà đi Lào Cai di chuyển theo hướng Nậm Mòn - Cốc Ly ra km 36 thuộc quốc lộ 70. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khối lượng đất đá sạt lở đã được xử lý, các phương tiện giao thông có thể đi lại bình thường. Thời gian tới, Hạt Quản lý Đường bộ Bắc Hà tiếp tục xử lý điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi lại, đặc biệt là trong mùa mưa lũ năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, giờ là thời điểm bắt đầu mùa mưa bão năm 2018. Để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã đồng loạt ra quân, tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó góp phần nâng cao ý thức của chủ phương tiện và người dân trong việc tuân thủ nghiêm các quy định luật giao thông đường thủy, bảo vệ tốt tính mạng tài sản của nhân dân. Bến đỏ ngang Làng Giàng, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, một trong ba bến đỏ ngang sông Hồng có lưu lượng người tham gia giao thông đường thủy hàng ngày khá cao. Trong những ngày này, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát người và phương tiện vận tải hành khách, phương tiện phao cứu sinh, áo cứu sinh, đăng kiểm, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm không đảm bảo an toàn, đồng thời tuyên truyền luật giao thông đường thủy nội địa cho chủ phương tiện và người dân tham gia. Nhờ thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, bến đò Làng Giàng cũng như bến đò khác hoạt động nhiều năm qua không có tai nạn đáng tiếc xảy ra, bảo vệ tốt tính mạng tài sản người dân. Pháp luật quy định thì tôi luôn chấp hành, đấy, thì thực hiện tốt công việc. Ngoài ra là chúng tôi trong quá trình làm việc ấy, thì chúng tôi cũng được tập huấn những để xử lý những cái tình huống phòng chống bão lũ, lũ lụt hay là những cái sự cố ngoài mong muốn. Hiện trên địa bàn tỉnh có 3 sông lớn chảy qua là sông Hồng, sông Nậm Thi và sông Chảy với tổng chiều dài trên 180 km, trong đó có 40 km tuyến đường thủy nội địa biên giới Việt Trung kéo dài từ ngã ba sông Hồng với sông Nậm Thi, thành phố Lào Cai đến địa phận thôn Lũng Pô, xã A Mú Sung, huyện Bát Sát. Ngoài ra có 2 hồ thủy điện lớn là hồ Cốc Ly, Bắc Hà, Vĩnh Hà, Bảo Yên. Để đảm bảo an toàn tuyến thủy nội địa, ngay từ đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát Giao thông đã triển khai thực hiện kế hoạch hành động năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề an toàn giao thông cho trẻ em và mục tiêu tính mạng con người là trên hết. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động trong công tác phòng chống bão lũ, cứu hộ, cứu nạn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hành tuyên truyền đến các điểm trường cũng như là các cái khu vực dân cư dọc hai bên bờ sông có tuyến thủy nội địa chạy qua cũng như là tại khu vực lòng hồ để đảm bảo nhằm giảm thiểu tối đa cái tai nạn giao thông cũng như là để ảnh hưởng đến cái tính mạng và tài sản của nhân dân trong trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2018 nói riêng và trong toàn năm 2018 nói chung. Hiện lực lượng cảnh sát công an giao thông tỉnh vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định luật giao thông đường thủy của người dân. Bên cạnh đó, tăng cường lực lượng cảnh sát tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông để bảo vệ tính mạng và tài sản người dân vào mùa mưa bão,
và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân triển khai đề án cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đề án dự kiến sẽ hoàn thành ra mắt vào ngày 27 tháng 7 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đề án cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ là hệ thống ứng dụng đầu tiên của chính phủ được xây dựng và phát triển với mục tiêu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đến với người dân, cập nhật, bổ sung và kiểm soát tính chính xác của các thông tin hiện tại của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang quản lý và sử dụng. Ngay sau lễ ra quân, các bưu điện huyện, thành phố cùng với các phòng lao động thương binh và xã hội trong toàn tỉnh sẽ khảo sát chi tiết hiện trạng các nghĩa trang liệt sĩ, đối chiếu thông tin trên bia mộ, sơ đồ nghĩa trang thực tế với cơ sở dữ liệu đã có do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện khảo sát từ năm 2015 đến nay. Trên cơ sở dữ liệu chuẩn được thu thập, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cập nhật lại cơ sở dữ liệu trên cổng thông tin tra cứu nhằm tạo cơ sở thực hiện các bước tiếp theo. Việc cập nhật lại dữ liệu dự kiến hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2018. Cuối cùng, sau khi đã chuẩn hóa được các cơ sở dữ liệu, Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành chụp ảnh và cập nhật ảnh toàn bộ các mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ có đủ điều kiện trong tỉnh lên Cổng Thông tin Quốc gia trước ngày 21 tháng 7 năm 2018. Việc xây dựng cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ là kênh thông tin quan trọng để tra cứu, cập nhật và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trong phạm vi tỉnh Lào Cai và cả nước. Cổng thông tin này giúp thân nhân các liệt sĩ có thể dễ dàng tra cứu thông tin và tìm được mộ thông qua mạng, tiết kiệm nhiều thời gian chi phí để tìm kiếm, góp phần phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước. Tối 9 tháng 5, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc giải vô địch bóng đá Futsal tỉnh Lào Cai mở rộng năm 2018. Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng với hơn 150 vận động viên đến từ các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là năm nay đã có 3 câu lạc bộ bóng đến từ các huyện là Bảo Thắng, Mường Khương và Bát Sát tham dự giải. 12 đội bóng được chia thành 4 bảng A, B, C, D thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra hai đội nhất nhì mỗi bảng để thi đấu vòng tứ kết. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng. Giải bóng đá Futsal tỉnh Lào Cai mở rộng năm 2018 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bắc Hồ vĩ đại, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn bóng đá Futsal nói riêng của các câu lạc bộ trong tỉnh. Đây cũng là cơ hội cho các vận động viên giao lưu, cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ thi đấu. Giải bóng đá Futsal mở rộng tỉnh Lào Cai năm nay diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.